Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới quý khách hàng dự án mới 2 căn thuộc tổ 10 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Với cái căn nhà này diện tích là 33 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, mỗi tầng chia 2 phòng ngủ. Với căn nhà này có tặng điều hòa, tặng rèm cửa nha mọi người. Và đây chính là vị trí cụ thể của ngôi nhà. Ngọc Ánh sẽ quay căn đầu tiên, ngõ trước nhà 2,2 m, cách trục đường ô tô đi lại 30 m thôi mọi người ạ. Với mặt tiền của ngôi nhà là 3,63 m, mặt hậu là 3,68 m. Hướng cửa chính của ngôi nhà là hướng cửa Tây Nam. Mặt tiền rất là rộng. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Về phần mặt tiền được chủ đầu tư toàn bộ ốp đá granite. Và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là 2 lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài ra từ phía tầng 2 của ngôi nhà, mọi người nhìn kỹ hộ em Ánh, ở phần tầng 2 của ngôi nhà là xây đua ra khoảng tầm 60-70 phân nữa mọi người ạ, rất là rộng. Và căn nhà này tặng 2 điều hòa và rèm cửa nha. Mời quý khách hàng theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Hiện tại với lại cái ngôi nhà này và cái hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về ở, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Giá chào bán căn nhà này là 2,3 tỷ, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ. Đồng thời có giấy phép xây dựng riêng của căn nhà và hồ sơ điện, hồ sơ nước đã lắp đặt đầy đủ riêng biệt nha mọi người. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Tầng 1 của Ngọc Ánh đứng ở đây đó chính là khu vực để xe. Về phần gạch lát nền, kích thước 60-60 đã được hoàn thiện đầy đủ. Trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng toàn bộ của căn nhà từ tầng 1 lên tới tầng 4 được hoàn thiện xong rồi. Với căn nhà này xách đồ về và ở thôi mọi người nha. Tầng 1 của ngôi nhà đây còn có một gian phòng bếp rất là đẹp, rất là rộng. Với kính ốp bếp màu xanh Hải Long. Chất lượng thì trên thị trường chắc chắn là bác nào cũng biết. Tủ bếp là chất liệu gỗ MDF, chống cong vênh mối mọt. Hệ thống tủ bếp được lắp đặt đầy đủ phụ kiện bếp, chất liệu inox 304, vòi chậu, chậu rửa bát, nước sạch quận Hà Đông. Mặt bếp được ốp đá đen granite và xung quanh bếp là được ốp kính cường lực Hải Long. Với cái tông màu bếp này rất là nổi bật và trẻ trung, màu trắng và màu nâu làm cho cái gian phòng bếp vô cùng đẹp, vô cùng sáng. Và gian phòng bếp thì khá là rộng. Căn nhà này nở hậu 5 phân nha quý vị. Mặt tiền 3,63 m và mặt hậu là 3,68 m, giá chào bán thì vô cùng hợp lý. Và vị trí của cái căn nhà này đi ra tới chợ dân sinh nó chỉ rơi khoảng tầm 100 m thôi. Cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng 800 m và cách với ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 2 km thôi mọi người ạ. Và đặc biệt từ vị trí căn nhà này đi ra tới công viên âm nhạc, công viên Đô Nghĩa nó chỉ rơi vào phạm vi khoảng tầm 1 km là cùng thôi. Rất là tiện lợi sinh hoạt, trường mầm non, trường tiểu học, cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa. Phạm vi bán kính 800 m quay đầu. Rất là tiện. Và tầng 1 của ngôi nhà còn có bồn cầu, cũng như là vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy, như mọi người ở trên nhìn trên video quan sát thì đứng từ phía phòng bếp mà nhìn ra phía cửa chính tầng 1 của ngôi nhà rất là rộng. Ngoài ra mọi người có thể nhìn thấy giúp em đây. Một chút xíu thì quên mất. Chủ đầu tư cái căn nhà này thiết kế khá là cầu kỳ, cái ô giếng trời từ trên phía tầng 4 để lấy sáng xuống khu vực phòng bếp và tầng 2, tầng 3 mọi người nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc được ốp đá đen trắng. Nhìn cái màu đá đen trắng này bao giờ nhìn cũng rất là tinh tế và nhìn nó rất là sang đúng không ạ? Tiếp theo mời quý khách hàng của Ngọc Ánh lên phía tầng 2 của ngôi nhà nhá. Và đây thưa quý vị, với tầng 2 của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Tầng 2 là phòng khách. Và ở đây là một chút khác biệt là để một cái tay vịn cầu thang ở đây để ngăn cách giữa phòng khách và phía khu vực cầu thang. Đồng thời ô phòng khách đây, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, dưới tầng 1 là có cái ô giếng trời. Ở đây là chủ đầu tư để cửa kính này để lấy thoáng xuống khu vực này. Đó, gian phòng khách đây cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Ngoài ra chủ đầu tư có thiết kế ở tầng 2 một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Thì ở đây theo thiết kế theo bậc cầu thang là giật cấp đi lên trên phía phòng ngủ tầng 2. Đây ạ, như Ngọc Ánh chia sẻ là có tặng điều hòa và tặng rèm cửa ở đây. Hướng nhà là hướng Tây Nam, tuy nhiên thì với cái căn nhà này thì là có một cái ngôi nhà ở phía trước rồi, cho nên là ngôi nhà này không bị nóng lắm đâu mọi người ạ. Đây, cửa sổ đây mở xung quanh luôn. Và với cái diện tích căn phòng ngủ này thì là khoảng tầm 10 m², vuông vắn, xếp đồ nội thất cũng khá là hợp lý. Kích thước thì ở đây gạch là đều sử dụng là gạch 60-60 granite. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led âm trần, chiếu sáng, tiết kiệm điện. Toàn bộ cửa thông phòng là được thiết kế là cửa gỗ lim mọi người ơi. Đây ạ. Tầng 2 của ngôi nhà còn thiết kế một phòng vệ sinh. Đây là phía phòng vệ sinh tầng 2. Tầng 2 thiết kế phòng vệ sinh và có tặng bình nóng lạnh đấy mọi người ạ. Thương hiệu là bình nóng lạnh Rossi. Đồng thời hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc, hệ thống bồn cầu liền khối, gương tắm, lavabo. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng nha mọi người. Cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo em ạ. Tầng 3 thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Căn phòng ngủ ở đây thì bước lên trên phía tầng 3 thì rất là sáng. Và phía tầng 3 này cũng tặng điều hòa, tặng rèm cửa. Với cái tầng 3 này thì vô cùng thoáng nha mọi người. Sáng ạ. Đấy. Diện tích phòng ngủ khoảng tầm 10 m². Dễ dàng kê giường, tủ, bàn phấn. Như vậy với ngôi nhà này là gồm 3 phòng ngủ tất cả mọi người ạ. 3 phòng ngủ riêng biệt. Đây là phía bên trong phòng ngủ ở trên tầng 3 đây. Đây là cái ô giếng trời mà từ phía tầng 4 lấy sáng xuống các phòng nha mọi người. Không bị bí. Và giá chào bán của cái căn nhà này thì vô cùng hợp lý. Đi ra cái đường Tố Hữu Lê Văn Lương thì rất là gần. Thuận lợi với lại vợ chồng trẻ đi lại rất là tiện lợi. Tầng 3 cũng có một phòng vệ sinh được thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ bồn cầu, lavabo, sen tắm, gương. Và trên tầng 3 cũng được lắp đặt bình nóng lạnh nha mọi người. Như vậy, chủ đầu tư của cái căn nhà này tặng quý khách hàng là 2 bộ rèm cửa, 2 chiếc điều hòa và 2 chiếc bình nóng lạnh. Mời quý khách hàng lên tham quan tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Và bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà đã thấy rộp ánh sáng rồi ạ. Bởi vì sao? Ở đây có một ô giếng trời rất là thoáng ở phía trên tầng 4, hướng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà, các chủ đầu tư thiết kế căn nhà này như sau. Gồm một phòng thờ và một sân phơi. Và đồng thời là phía tầng 4 là vẫn có rèm. Như vậy là tổng của ngôi nhà này là tặng 3 cái rèm cửa nha mọi người. Đó. Phòng thì rất là thoáng. Lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà mà chủ đầu tư vẫn thiết kế trần thạch cao rất là đẹp. Ở đây có một cái ô thoáng ở đây mọi người ạ. Một ô khoảng không này quý khách hàng có thể để đồ ở đây cũng được. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Nhưng mà cái chỗ này, diện tích này là cũng để được khá đồ lặt vặt ở trong nhà đấy ạ. Tiếp theo mời mọi người theo em ra phía phần sân phơi, phần cuối cùng của ngôi nhà này. Đây là khu vực để máy giặt. Và có ống chờ thoát sàn đây ạ. Đấy. Từ vị trí này mà đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn thì chỉ tầm 2 cây, đi lại rất là tiện. Với khu vực sân phơi đây thì mọi người có thể nhìn xung quanh dùng Ngọc Ánh là có rất là nhiều nhà cao tầng này. Và vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần với đường ô tô, gần với lại tất cả những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh cần cho một hộ gia đình sử dụng. Chợ, trường, phường, trạm đầy đủ cả. Vậy thì quý khách hàng nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí căn nhà khác, bên Ngọc Ánh còn rất là nhiều vị trí. Ví dụ Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Huyền Kỳ, La Khê, Dương Nội, Hà Trì vân vân. Nếu như quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em có động lực để làm cho mọi người nhiều bất động sản hơn nữa. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.